Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt có tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân. Nếu tên gọi Võ Văn Kiệt gắn với sự nghiệp cách mạng thì tên gọi thân thương Sáu Dân có lẽ là cái tên gắn với cái tình, cái nghĩa của ông với mọi người, với nhân dân. Bởi từ bí danh Sáu Dân trong thời kỳ hoạt động bí mật cho đến sau này và tận bây giờ, người Nam Bộ vẫn gọi ông là Anh, Chú, Bác, Sáu Dân. Người của dân vì dân mà chiến đấu và cống hiến tất cả việc làm của ông là vì dân và con gái của ông cũng được ông đặt trong một cái tên rất đặc biệt, Phan Hiếu Dân. Bà Dân cho biết rằng thời điểm bà được sinh ra, cố thủ tướng đang giữ trọng trách trong xứ ủy Nam Kỳ và bối cảnh lúc đó rất khó khăn căng thẳng. Đặt tên tôi là Hiếu Dân, ngoài mong đợi đón nhận đứa con ra đời, cố thủ tướng còn muốn gửi gắm vào cái tên đặt cho con mình, một ý chí mạnh mẽ, tinh thần sống và chiến đấu, chung với nước, hiếu với dân. Cố thủ tướng thật ra không kỳ vọng lớn lao hay đặt mục tiêu gì lớn đối với con mình. Cách dạy của ông rất nhẹ nhàng và giản đơn. Đó là ông hướng con cái vào những việc làm đúng, sống đúng bằng cách lấy thực tế cuộc sống, những câu chuyện rất đời thường để con tự suy ngẫm. Ông không can thiệp vào bằng cách nói con phải làm thế này hay thế kia mà bằng cách rất tế nhị, ông gửi gắm những mong muốn của ông đối với con cái của mình. Bà Dân cho biết bà rất tự hào với tên gọi của mình. Bà hạnh phúc sống trong một gia đình, một hào quang như vậy, nên bà tự gian mình luôn có thái độ sống đúng đắn, tích cực. Vì vậy mà trong hoàn cảnh khó khăn nào, bà cũng luôn mạnh mẽ, luôn phấn đấu, luôn lao động. Sự quan tâm và sẵn sàng sẻ chia với người khác trong điều kiện khả năng có thể luôn thường trực trong bà, trong các thành viên của gia đình. Điều này làm cho cố thủ tướng Võ Văn Kiệt rất hài lòng khi con cái luôn biết quan tâm đến những người xung quanh. Bà dân cho biết thêm, dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt, rất nhiều hồi ức, kỷ niệm về ông được nhắc nhớ. Tất cả các cơ quan ban ngành gửi về cho gia đình rất nhiều tư liệu. Điều này làm cho bà hiểu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về ba của mình, hiểu được quá trình dẫn thân làm cách mạng của ông trong gần 70 năm nhất là đọc hơn 20 cuốn sổ tay của ông, để lại thì mới hiểu ông mong muốn gì, ông chuẩn bị cho sự ra đi làm sao, ông kỳ vọng gì ở sự phát triển của đất nước, lo toan cho cuộc sống của người dân thế nào. Bà Phan Hiếu Dân, con gái của cố thủ tướng thấy mình thật nhỏ bé và hối tiếc sao trước đây không để ý, không hiểu ba mình nhiều hơn. Bà nói rằng hiện tại chỉ biết thầm hứa tiếp tục là một người tử tế, một doanh nghiệp tử tế, một công dân tốt, xứng đáng với những mong muốn âm thầm lặng lẽ của ông.